Dạo này mình đặt bông keo nhanh quá các bạn ạ. Không hiểu lý do vì sao. Có lẽ là tay mình đã to hơn lúc trước nữa rồi. Thôi, mình không muốn tay to đâu, mình muốn tay nhỏ thôi. Tay nhỏ để làm gì hả? Tay nhỏ để cầm cái gì cũng cảm thấy to. Hello. Ok. Hello. Ok. Hello. Ok. Hello. Ni đâu à? Ni về lại vài lần cái xong đi luôn à hả? Lên keng, cảm ơn nha. Bà tôi bà kiểu doanh nhân thành đạt. Doanh nhân thành đạt hả? Cưới chồng à hả? Không, bà giờ bà làm phó giám đốc chứ. Phó phòng. Phó phòng. Trưởng phòng. Trưởng phòng tài vụ. Trưởng phòng tài vụ 1998. Lớn rồi mà. Này 98 giờ lớn rồi đó cậu. Ok cậu. Trẻ con đâu. Thôi thích điều đó. 3x mấy, 3x đến đời. Ok cậu. Tôi thích điều đó. 98 giờ dài lắm rồi đấy. Rồi 98 lo mà lấy chồng đi. Các bạn nghe Gil nói chưa? 98 lo lấy chồng hết đi nha. Không thế đó các bạn. Thế đó. Thế thiệt đó mọi người ạ. Lên kem. Lấy chồng ấy chơ. Ai 98 lo lấy chồng hết đi nha. Già rồi mà còn hello thank you. Các bạn lấy xem chiêu một cái kia. Ước gì bà coi được tập này. Bà chỉ có what the fuck. Already let go. Mình trẻ mà mọi người bét già rồi. Gì? Ai trẻ ai già biết liền. Ai trẻ ai già biết liền. Tôi còn trẻ, hiểu không? Cũng đi chịu. Thôi đi, bạn bè tôi giờ chống gậy hết rồi kìa, không thấy hả? Chè mà bạn bè đang chống gậy hết rồi đấy hả? Chống gậy hết, bụng phè chống gậy hết rồi. Không biết thôi. Đó là cậu không biết đấy thôi. Mà dạo này tôi không thấy ai bắn S-Bat nữa ha. Giờ chỉ cầm số căn 2 viên thôi, thấy đúng là rồi. Cầm bỏ hết. Thấy S-Bat là cầm luôn, đúng rồi. Cái này chắc chắn nép chắc rồi. Tại vì cậu để ý không, game đang cân bằng lại các súng ấy. Súng đúng rồi, đúng rồi. Cân bằng lại à? Bởi vì 5 giờ nhiều người xài hơn trước kiểu nó có phần. XM8 giờ cũng ít ai xài lắm. Vẫn nhiều mà. Giờ tại vì game nó đang dần dần giảm. Giảm từng đợt cập nhật lại, nó giảm. XM8 bây giờ giảm chút tốc bắn thôi là ok rồi. Không, nó sẽ giảm đam luôn. Bây giờ cậu nghĩ đi, XM8 mà đem cái cậu khẩu hai tốc bắn vào mà phá game à. Công nhận. Cậu có 4x chưa? Chưa. Từ nay tôi vứt cái 4x đi rồi. Hay lắm cậu. Được. Quay lại mà lấy, quay lại kiếm đi. Không. Tôi không ngờ cậu là con người như vậy luôn á. Cậu thấy đồ ngon cậu phải nhặt theo tôi chứ. Cậu phải nên nhớ điều đó, cậu đang chơi với tôi mà. Tôi có biết cậu thiếu đâu, mấy con quỷ đấy. Cậu có cái miệng có biết mở mồm ra hả? Tát mồm cậu bây giờ chứ lại. Thôi đi, tôi tán mặt tán bây giờ nha. Cậu không ngờ, không ngờ cậu là con người như vậy luôn á kêu ạ. Con người xấu tính. Cậu không biết cậu không biết thì cậu hỏi. Cậu hỏi là anh AS ơi, anh có cấp 4 chưa? Nhớ. Ít ra cậu phải làm điều đó chứ. Thôi đi. Điều đó mới phải cậu mới phải làm ấy. Thôi đi. Cậu mới phải làm điều đó. Đi nè. Thôi đi đó, thôi đi bên đây đi. Bo ngược rồi. AS ổng 2, ổng 2K1 ấy mà. Mình kêu 2K6 nha mọi người. Mọi người chưa có tầm không? Có tầm gì? Nói đi. Có tầm solo 500k. 500k luôn. Có 1 500k. Chơi chứ, bao lâu nữa? Trong tí nữa mở mồm ra câu khách mời không được thưởng. Em dọn phòng chắc 2-3 phút nữa là vào phòng rồi. Em có kịp không? 2-3 phút nữa hả? Còn mấy trận cứ tầm, còn mấy trận. Có một trận à, hôm nay tạo trận à, không có thẻ. Trời ơi. 5 phút nữa đi. Ok, 5 phút nữa đúng không? Ok. Cái gì đi. Ok. Ok. Ok, rồi mình chơi cái gì? Teo. Cho con mèo con. Cho con mèo. Con mèo con chó. Con chó con mèo. Mèo con mèo. Mèo con cho. Một cái. Ê, có địch cho này hết rồi. Vị trí. Xây luôn cậu. Nóc 1. Chạy. Ơ, lại kill rồi đúng không? Lê rồi, cậu. Dạo này mình đặt bom keo nhanh quá các bạn ạ.
Không hiểu lý do vì sao. Có lẽ là tay mình đã to hơn lúc trước nữa rồi. Thôi, mình không muốn tay to đâu, mình muốn tay nhỏ thôi. Tay to vất... tay to vất vả lắm mọi người ơi. Thôi, mình không muốn tay bò, tay bò vất vả lắm. Tay to vất vả lắm mọi người, tay to buồn lắm mọi người ơi. Đúng không các bạn? Nhanh thiệt. Đúng rồi, nhanh thiệt. Giờ này á đặt nó keo nhanh quá. Tay to vất vả lắm mọi người ơi. Tay to vất vả lắm. Nè, tao tán một tán, cười. Ủa, cười phải. Muốn đục vô cái mỏ kìa. Vậy còn mình đúng người gài, phải là tay to. Ừ. Đấy, cô ơi, giờ chỉ là người chết. Qua đây. Gây sớm ăn lồng đèn. Gây sớm chịu vui. Gây sớm ăn lồng đèn và ăn... Ăn cái đó nữa. Quá đã. Hợp lý. Quá đã. Tay nhỏ. Tiếng cái đấy lắm mọi người. Okay. Tay nhỏ để làm gì hả? Tay nhỏ để cầm cái gì cũng cảm thấy to. Đất đâu? Ra đây. Tôi có biết Picasso là ông giỏi ngành gì? Picasso. Không biết. Nhưng cậu có biết Picasso không? Không luôn. Picasso. Không biết Picasso. Ừ. Đúng. Picasso là một họa sĩ lừng danh. Tôi chỉ biết chú Phạm Nhật Dương thôi. Người vẽ lên bức tiểu thuyết. Ghi Pro Laser chơi game giỏi nhất vũ trụ. Tôi chỉ biết Phạm Nhật Dương thôi. Chú đó là cậu của tôi. Tại bạn. Thế đấy, bạn vừa là chú S. Chị lại. Sợ nông. Ừ, xong hôm sau trên bài báo streamer nổi tiếng bắt, à, thấy người sang bắt quàng làm họ. Mang tiếng, bạn này mang tiếng là một streamer rất nổi tiếng. Bạn này có một câu nói rất là không hay, đó là bạn ấy, bạn ấy báo nó là... Bên báo. Bà, báo nhà báo nói láo ăn tiền. Sợ thế. Không thấy địch đâu hết. Ôi có thằng giáp nè. Thằng giáp của tôi. Tùm. Tôi tăng được giáp rồi nha. Mẹ. Mà sao tôi thấy có địch ở đây này? Đâu địch đâu, làm gì có địch. Kìa, ai địch? Trước mặt kìa. Vị trí. Ê, trước mặt. Ui. Vị trí. Cái nhà đó, cái nhà này trông rất là đẹp trong cái game này mọi người. Từ cái vị trí của nó rất là đẹp, nó là cách cái dòng sông. Tao tán một tán liền ở nha. Vui vẻ gì cười. Hay mà. Hay gì vậy? Cậu cũng thấy cái nhà này nó nằm rất cạnh dòng sông. Đấy. Đi cậu ơi. Trong việc đó là khát nước thì ra sông uống. Đi theo tôi. Sao chết? Chết mà chưa. Cậu nghe bài rap chưa? Chưa. Có một mụ trà đi ra đường, nhìn thấy một ông trà thật là đẹp trai. Chết mà chưa. Bài rap rồi cậu. Ừ, hay. Chết mà chưa. Ok, bài rap. Hay nha. Hay. Lần đầu tiên tôi nghe bài rap hay đến hay vậy không? Luôn á. Hay. Hay không? Xúc động. Quá hay, xúc động. Cậu có thể nghe xong mà cậu thấy xúc động. Xúc động quá đi. Bài rap hay. Chuy phát. Đó là một bài rap hay đi cậu ơi. Đi. Nổ chết này. Chắc chết nổ ngay. Có ác luôn. Chắc chết ngay. Thấy người gà như cậu. Thôi đi. Sao mà hiểu. Có địch trước mặt nha, một thằng chạy lẻ. Ok. Đi chưa? Đâu rồi, cậu rồi. Trước mặt này. Ok. Một thằng đi lẻ. Ok. Kiếm đi cậu. Mía đi lẻ kiếm nhưng mà khu nào, khu dưới này đúng không? Khu trên. Khu trên chỉ cần tận vỡ đầu đấy. Không, sao đâu. Mía, được có thằng cậu chính cậu nói mẹ là nó thính đi. Được có thằng nó đâu đây thôi. Ở đâu đấy? Thiệt mà. Trời ơi, nó tín được không? Nó đâu đây thôi, có thể là trên nhà ba lầu hoặc là đâu đó. Ok. Đâu? Không biết. Trước mặt cậu ơi, 105, nhà 2 tầng, nhà đỏ. Nó xuống. Thấy luôn, chạy luôn kìa. Từ cậu ơi, trong nhà 2 tầng có luôn. Cài đạn. Có trong đây không? Có. Tôi nói mà. Có mà. Từ từ, chết mình. Nhảy ra, nghe không?
chết mình. Nó ra này, đó đâu. Sọt bún mấy viên. Từ từ, có thằng công xuống dưới. Có thằng đòi công nè. Bèm đâu? Tôi nghĩ là đội cổng á. Bèm. Bèm đúng không? Đợi xíu. Phá bóng keo đi. Ơ? Xuống đi, tôi phá. Chưa lên á. Nhảy xuống rồi. Chưa nhảy xuống. Còn trên á. Tôi không, đừng. Xuống thật rồi. Xuống kìa, xuống. Bên ngoài đúng không? Xuống đâu mà xuống. Bên ngoài á. Bên ngoài. Tôi có trò này. Để tôi ném ổng. Cái gì ném ổng? Ở đâu? Bên ngoài hả? Chết rồi. Cái gì vậy cậu? Ủa? Dạ, chết rồi hả? Chết rồi. Cậu bị ngáo rồi. Sao tôi không thấy cậu giết người ta rồi ta? Đi. Ủa? Đi cậu. Thế bọn ông chưa mắt nữa. Hai đi đi mất. Cậu đi cậu ơi. Ok. Có xác này. Có thính kìa. Đi cậu. Đi lấy top. Lấy top. Công miền nữa. Ly. Làm ơn đi. Nó đang ở trên trời kìa cậu. Ê, bắn nhau kìa. Đừng. Khó bắn quá nó. Không bắn được nó đâu nha. Không bắn được nha. Đừng bắn. Nó trời á, bây giờ coi bo thôi, coi bo để giết bọn này luôn. Ok. Đừng bắn nó. Có giết chết được đâu mà bắn làm chi. Có giết chết được đâu mà bắn làm chi. Có thằng sau lưng. Sau lưng. Ok. Gục một nè. Nó một không? Ok, lên này. Lê rồi. Két. Cậu chạy ẩu quá, cậu phải đặt bom keo chứ. Nó, tôi biết cái bài của nó mà. Quá quả, tiếc lắm. Nóc ra đấy, ra mình vẫn còn bom keo. Tào lao, tôi không đặt là cậu bị bêm cho cả đống đạn vào người rồi đó. Không à, tôi định bắn trước. Tính tôi là hay kiểu sẽ nhảy ra bắn trước khi mà địch kiểu nhảy ra luôn thì lúc mà địch đi sát viên nè. Trước mặt hình như trong nhà có một người nha, một đứa. Ok. Xuống dưới luôn. Qua đây luôn. Trên kia đang bêm nhau kìa, trên trời bêm nhau kìa, ở ngoài đường luôn kìa. Cho mặt mình luôn, cho ngoài mặt đường. Mình có. Bắn được luôn. Bắn cái thằng ngoài đường luôn. Cào bom keo giùm tôi. Nó chết rồi. Cậu ơi, nhà xanh có người, cái đầu này. Ờ, thấy luôn. Bảy tám máu rồi, vỡ đầu. Ê. Có mình nha. Ok, từ còn máu. Này, tôi đánh bom bên này. Để xíu. Rồi chết thằng này. Ok. Con tròi nhá. Xuống dưới bò vô. Xuống. Trên kia bắn nhau kìa. Nóc trên kia, lia trên kia, chạy sát tường vô cậu, chạy. Okay. sát tường. Ok. Còn đông nha, cho nó bắn nhau. Bên trái có bắn nhau, bên tròi trái. Okay. Ngồi đây. Cột điện còn một nha, xong rồi, sắp xong rồi em ơi. Sắp xong rồi, cho okay. Anh một phút nữa, chưa tới nữa. Ok, em bỏ xấu, cậu ơi, okay. Tôi nghĩ luôn cái bên này đi. Không, đi theo tôi. Cột điện con người nè. Bắn cột điện nè. Ây á, bên trái. Chả bắn được kìa. Mẹ cột điện nốc rồi kìa, mà cứu được, cái thế. Cứu được kìa. Ôi, cột điện lên nè.
Lên là cậu. Kìa kìa chạy kìa. Còn thằng sau lưng nữa. Thằng sau lưng chạy. Lên cậu, lên cậu. Lên lên sát luôn. Con nhỏ trên chạy. Bo mình. Thằng cột điện chạy. Chia thêm nữa một xíu. Xấy bom keo luôn cậu ơi. Ok 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 ok. Bắn thằng ở trên đó đi cậu. Bắn thằng trên đó đi. Tôi bắn thằng bên cột này đúng không? Không, bo bên trái, bo sau lưng, chạy về. Tôi đã cột này. Bo sau lưng, bo sau lưng này. Ok, tôi sẽ đợi đi đến. Ok, bắn thằng kia từ từ thôi nha. Bắn cho rỉa máu nó thôi. Rỉa máu thằng chạy kìa. Rồi rồi, yếu. Lui này. Lui này. Có một ông trên chòi á. Chòi phải nhảy xuống cơ ơi, Chòi chết rồi. Đúng rồi, hay lắm. Phật tê. Rồi chết luôn. Nằm rồi kìa. Yes. Ok. Trận này không bằng gỡ, trận 46 điểm. Buồn quá.